Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít Thái cập nhật ngày 31 tháng 5 2024, giá mít giảm. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 10.000, mít nhì 6.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 3-4.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An mít nhất 9.000, mít nhì 5.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô từ 2-3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất là 8.000, mít nhì là 4.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 2.000. Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 8.000, mít nhì 4.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 2.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 5.000, mít nhì 3.000, mít chợ 2.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.